Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Và lời đầu tiên thì Tuấn Mô Tô cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em đã xem video trong thời gian vừa qua và ủng hộ xe trong bên cửa hàng Tuấn Mô Tô rất là nhiều. Cũng giống như là những anh em ở xa, anh em mua phụ tùng bên Tuấn Mô Tô. Hôm nay thì bên cửa hàng lại tiếp tục về một con nữa anh em, Suzuki GZ150. Con này là đời của nó là đời cuối 2019 luôn nha. Đó, con này đời rất là cao. Con này biển số thành phố luôn nha anh em. Hiện tại con này thì chính chủ Tuấn Mô Tô đang đứng tên luôn. Anh em mua về thì anh em sơn tên vô tư nha. Con này thì đặc biệt cái là xe này là khá là rinh. Nói chung chủ sử dụng, chủ mua con này hầu như là về rất là ít đi anh em. Hầu như là để trong công ty rất là ít đi. Con này thì Suzuki GZ150. Con này thì khá là ok luôn. Đẹp. Mấy con này thì anh em chạy rất là đỉnh rồi. Giá thành thì hiện tại bên cửa hàng đang bán với cái giá con này cũng rất là hợp lý luôn anh em. Anh em nào muốn mua thì nhanh tay liên lạc nha. Giá con này quá là hữu nghị luôn. Giá chỉ có 55 triệu anh em. 55 triệu, anh em thấy rẻ không? Quá rẻ luôn, 55 triệu anh em sở hữu đời 2019 luôn nha. Đời 2019, đời khá là cao. Mà đặc biệt con này thì chủ nó ít đi lắm. Hầu như là nó khá là ít đi luôn. Xe còn rất là đẹp nha, nguyên rin nha anh em. Chưa có độ chế hay thay thế bất kỳ một cái gì hết nha. Chìa khóa là vẫn còn hai chìa khóa luôn. Đó. Xe mới chạy có mấy ngàn cây à. Đặc biệt mấy con này nếu như là lọt ra mấy cửa hàng khác người ta bán ha, năm mấy, 60 số mấy không anh em. Nhưng mà hiện tại bên cửa hàng Tuấn Mô Tô chỉ có bán cho anh em là 55 triệu ha. Giá này là giá hữu nghị cuối năm luôn anh em. Đó, giá này là giá quá hữu nghị luôn. Giá này là hữu nghị cuối năm luôn cho anh em đó. Đó, nên anh em nào cần mua thì nhanh tay liên lạc cho em. Theo số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng là địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em mình xem xe trực tiếp tại cửa hàng luôn. Và nếu như anh em nào mà ở xa, anh em không có điều kiện ghé lên được cửa hàng mua thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô sẽ ship xe về cho anh em luôn nha. Đó, anh em thấy không? Quá đã cho anh em luôn. Đó, mua bán là phải đồn quần. Video là có quay sao là quay thực tế nha. Đó, bên cửa hàng là quay đa số là bên cửa hàng quay video là hầu như là báo giá đầy đủ cho anh em luôn, báo giá đầy đủ đấy. Quay rất là kỹ cho anh em để anh em nào ở xa anh em cũng có thể mua được, chứ không có quay mà giấu giếm che giấu đồ này kia mình cửa hàng không có chơi nha. Đó, bên cửa hàng Tuấn Mô Tô là chuyên mua bán xe riêng, xe đẹp, những dòng xe lướt nha, những dòng xe chính hãng bên cửa hàng Tuấn Mô Tô mới bán nha anh em, còn không có bán những dòng xe mà là trôi nổi ở thị trường nha. Đó, bán những dòng xe chính hãng của những như là Honda, Yamaha, Suzuki, XM, Kawasaki rồi thì bên cửa hàng mới bán ha. Còn ra không có bán những dòng xe trôi nổi. Đó, anh em mình để ý nha. Con xe này thì hai thùng của nó là còn nguyên ring, bóng xi nhan xe nguyên ring theo xe, kiến hậu là vẫn còn ring. Xe là không có té ngã, chạy bể gì hết. Xe này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Mà khi cửa hàng bên Tuấn Mô Tô mua về hầu như là canh chỉnh rất là kỹ, thay nhớt nè. Canh tháng, canh đồ rất là ok. Đó, vô dầu mở những cần số, cần tháng rồi nè. Rất là ok cho anh em. Khi anh em mua về những con xe như vậy thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Anh em mình không cần làm thêm bất kỳ một cái gì nha. Vì khi xe bên cửa hàng Tuấn Mô Tô là mua về là hầu như là đã làm quần chỉnh hết cho anh em. Vì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô có thợ rất là chuyên nghiệp nha, hầu như bên em bán mô tô rất là chuyên nghiệp nên vỏ trước. Con này thì đặc biệt con này thì vỏ trước, vỏ sau của nó là vẫn riêng theo xe, hai chìa khóa vẫn còn riêng theo xe luôn nha. Cản chống đổ nè, đó rất là đẹp. Con này dần xi mà chrome của nó anh em rất là bóng luôn. Đường điện nè, IC cục sạc rồi là riêng hết nha anh em. Chứ không có khi mà anh em mua những con xe như vậy thì anh em phải tìm những địa chỉ ha, cửa hàng bán uy tín để anh em mua. Đó, không những anh em mua xe mà anh em còn về sử dụng nữa. Sau này anh em giả sử như anh em cần thay phụ tùng ha, thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô có hỗ trợ cho anh em thay thế phụ tùng luôn, hoặc anh em mua phụ tùng luôn. Nếu như anh em ở xa anh em vẫn mua được ha, bên cửa hàng Tuấn Mô Tô sẽ ship về tận nơi cho anh em mình luôn. Đó, con này vỏ trước vỏ sau của nó là nguyên rin theo xe nha, đời 2018, vỏ xe là vẫn còn đắt theo xe luôn. Đó, đặc biệt con này đường điện của nó là nguyên rin anh em, đường điện của nó là nguyên rin, không có chế, không có độ ha, chứ không là những chiếc xe như vậy mà anh em mua anh động những chiếc xe mà người ta dọn lại những xe dập xe ấy người ta sửa thì nói chung là anh em về chạy nó không có được ok, nó không có được ok. Nên anh em mua những con xe đẹp như vậy, rin như vậy vì hầu như bên cửa hàng Tuấn Mô Tô là chuyên bán xe rin không anh em. Không có bán những chiếc xe độ, xe chế ha, xe trôi nổi. Đó, anh em mình để nha. Đặc biệt con Suzuki GZ150A này thì anh em nào đi cũng được hết nha, vì nó thấp chứ không có cao đâu anh em. Con này thì nói chung là quá thấp luôn. Đó, rất là thấp. Anh em nhìn chiếc xe thì nó hầm hố, nó to vậy đó, nhưng mà khi anh em đi ngồi chạy những con xe chính hãng thì nó rất là nhẹ nè, rất là nhẹ luôn. Đó, anh em mình để nha. Nó cực kỳ nhẹ. Đó, anh em mình để nha. Đó, khi anh em chạy nè, con này thì bi đông của nó là nguyên rin nha, chứ không có làm gì hết nha.
Nó bi đông này thì bi đông ring của nó luôn, nên thành ra con xe này anh em ngồi tư thế, anh em ngồi chạy giống như là anh em nhìn kiến phía sau ha, nó rất là chuẩn, rất là tỏ phía sau luôn. Anh em nhìn ha, anh em đi nè, bi đông này thì anh em đi nó rất là khỏe nha. Còn nếu như anh em nào thích mà lái bi đông thấp xuống thì bên cửa hàng, nếu như anh em mua xe được thì bên cửa hàng sẽ tặng cho anh em một cái bi đông thấp luôn. Nếu như anh em thích bi đông nhiều, anh em thích bi đông ngang á, thì bên cửa hàng anh em mua được thì bên cửa hàng sẽ cho anh em một cái bi đông luôn ngang dưới này, anh em thích thì về thay vô. Còn nếu như theo em thì bên em chuyên bán xe ring thì bên em để ring như vậy, bên em đây bán đó, anh em mua về anh em đi nó khỏe, anh em tư thế anh em ngồi con này anh em chạy Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu rất là ok luôn. Mà đặc biệt con này anh em lên dốc nó cũng khá là mạnh luôn anh em, 150 nó FI phun xăng điện tử thế hệ mới nên nhà anh em chạy nó rất là mạnh đó, anh em leo dốc này. Với lại mấy con này anh em đi vô cái đường kẹt xe nó cũng dễ chạy lắm anh em, nó không có tắt máy ha, nó không có tắt máy giống như những bình xăng cơ, vì nó trong con này nó chạy phần FI nên thành ra nó khá là lợi xăng, mà nó rất là dễ chạy anh em. Ga nó đều lắm anh em, không có bị tắt máy hoặc là garanti yếu hoặc là sao hết. Còn cái này garanti FI thì nó garanti tự động rồi, anh em mình không có cần chỉnh đó, không có cần chỉnh gì hết đó, anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi. Như cái tư thế này thì anh em nào cũng có thể đi được hết nha. Nè, thấp chứ không có cao. Nè, anh em tư thế vô số này, dậm ga nè, đập thắng nè. Đó, nó rất là ok luôn. Đó, xe này thì quá mướt rồi, quá đẹp rồi, nguyên ring. Rồi, mỗi anh em xem video xong thì anh em nhớ ủng hộ cho cửa hàng Tuấn Mô Tô một like. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ giùm em. Và có cái chung, hình cái chung anh em. Anh em kích chuột của hình cái chung, bấm chung giùm em. Thì những video bên cửa hàng Tuấn Mô Tô đang lên cũng như là livestream trực tiếp thì bên anh em sẽ nhận ngay tin nhắn luôn và anh em có thể theo dõi nhanh. Đó, rất là dễ theo dõi luôn. Còn anh em nào mà đăng ký kênh rồi thì anh em ủng hộ Tuấn Mô Tô bằng cách là anh em chia sẻ dùm video nha, để nhiều người cùng xem. Và em không để anh em chờ đợi lâu, em sẽ tiến gần lại và em giới thiệu sát cho anh em xem con xe này. Đó, nó có đặc điểm nào nổi bật không, mà xe nó bán giá rẻ nữa. Giá chỉ có 55 triệu anh em. Anh em chờ tìm đâu ra những chiếc Suzuki GZ đẹp như vậy mà giá 55 triệu không? Không bao giờ có nha. Chỉ có bên cửa hàng Tuấn Mô Tô thì mua mai về anh em tìm mới có thôi. Vì bên em hầu như là bán xe là lấy công làm lời anh em, nên nó những con xe mà bên cửa hàng bán ra hầu như là rất là ok luôn. Đó, anh em dễ nha. Rồi, ok. Đầu tiên sẽ em sẽ quay sơ phần đầu chiếc xe. Phần đầu chiếc xe thì anh em thấy không? Hầu như là ring hoàn toàn luôn nha. Ring hoàn toàn luôn, kiến hậu nè, dây điện nè, đồ đạc trên xe nè vẫn còn ring hết. Đó, đồng hồ đèn nè, xi nhanh rồi nè. Không có độ, không có ché bất kỳ một sửa chữa mà gì hết đâu. Đó, anh em thấy không? Đây, anh em nhìn đồ xi không? Khá là bóng luôn. Đời 2019 nhưng mà được cái là dòng này là dòng xe Việt. Đó, em thấy là may được giấy là dòng xe Nhật ha. Đa số là may in da băng hết nên thành ra nó khá là ok luôn anh em. Đây, máy móc thì ring nha. Máy móc ring can. Đó, giỏ trước giỏ sau là giỏ theo xe. Đó, anh em nhìn ha. Đây, về phần bánh trước nè, đĩa này em sẽ quay sơ một vòng đi. Rồi em sẽ quay tiếp từng mà chi tiết cho anh em xem. Ốc tán con này thì anh thấy là bộ phận FI rồi không? Mới keng nè. Ốc tán lắp liếc rồi mới, rất là mới luôn. Đây. Bộ ring theo xe chứ không có gắn bằng cái bộ độ bộ chế nha. Đó, anh em mình để ý nha. Không có gắn những cái bộ độ bộ chế, đây là bộ ring theo xe. Anh em nào mà mua Suzuki GZ mà anh em thấy cái bô mà khác cái bô này thì đã thay bô khác nha. Còn bô ring Suzuki GZ thì nó chỉ có vậy thôi nha. Đó, rất là đẹp. Không, bọt bô là không có móc bô, móc gì hết. Ốc tán hầu như là vẫn còn bảy màu, rất là đẹp. Xi nhanh, đó, ring theo xe. Đó, hai thùng hai bên. Đó, nhông trên đĩa thì ring nha. Nhông trên đĩa ring theo xe của nó luôn anh em. Vì xe này là chưa có thay gì hết, chỉ có thay nhớt thôi. Đó, hầu như là bên cửa hàng mua về là thay nhớt thôi, chứ còn xe này thì vẫn là xe ring hết nha. Đó, anh em thấy không? Đó, quay sơ một lượt ha, chiếc xe rồi em sẽ quay từng cái chi tiết cho anh em mình xem. Đó, anh em nào cảm thấy ân ý thì anh em nhanh tay liên lạc cho em ha. Anh em thấy đồ không? Nó còn khá là mới luôn, rất là mới nha. Nếu như anh em đi mua xe mới thì anh em mua những con xe như vậy là anh em về đi được rồi, còn dư rất là khoảng rất là nhiều tiền anh em. Còn dư một số tiền rất là lớn luôn, chứ anh em đừng nên mua xe mới vậy, khuyên anh em là vậy. Anh em chơi mô tô thì anh em nên mua những con xe như xe chạy lướt như vậy anh em sử dụng. Đó, anh em không cần phải mua xe mới đâu, vì xe mới thì giá rất là cao.
Đó anh em mình để ý nha, nên khuyên anh em mua những con xe lướt như vậy anh em về anh em chạy. Đó, xe người ta đã chạy lướt qua một bằng rồi mình về mình đi là nó rất là rẻ. Chứ giờ anh em đi ra mua một chiếc xe mới đập thùng thì giá nó rất là cao. Đó. Nó đến 70 mấy 80 triệu lận. Đó, còn anh em mua những chiếc xe mà người ta chạy lướt như vậy chưa qua sửa chữa chưa làm gì hết, giá chỉ có bao nhiêu 55 triệu thôi. Anh em thấy không? Cái nào lợi hơn? Lợi hơn một quãng rất là nhiều, lợi hơn một quãng đến hai chục trăm mấy triệu lận. Xe mới giờ nó đến 70 mấy gần 80 triệu lận mà anh em mua những cái xe lướt như vậy anh em đi gì có 55 triệu, anh em thấy không? Nó khá là đỉnh luôn. Nó khác gì một chiếc xe mới. Anh em mua một chiếc xe mới về nếu như anh em chạy thường xuyên thì nó mau cũ hơn chiếc xe này nữa. Đó nên khuyên anh em về vậy. Đó, anh em mua chiếc xe cũ thì còn dư cho anh em khoảng được 20 triệu đến 20 mấy triệu. Đó, mà xe này những xe chạy lướt như vậy, xe đẹp như vậy. À, về phần đồ đạc của nó khá là đẹp luôn. Hai chìa khóa nè vẫn còn liên theo xe. Về phần máy móc này em sẽ quay sơ với phần máy móc, anh em thấy không, hầu như là nó khá là mới luôn anh em, đồ đạc nó quá là mới luôn. Ốc tán anh em nhìn ha, còn 7 màu khá là đẹp luôn. Đây anh em nhìn ha, đó anh em thấy không, quá là đỉnh. Đây anh em thay nhớt thì anh em cứ nhìn thấy cái mức độ này thôi. Nó có ghi nè, nó 1 lít anh em. Đó, anh em thấy không? Và anh em nhìn cái mức nè, đây là cái mức thay nhớt này, đây. FL đó anh em. Đó. Đây, đồ đạc này. Ốc tán 7 màu anh em, khóa là mới luôn, rất là đẹp. Bô nhìn rất là sáng ha. Thùng bảo phục hết rồi, đồ xi mở chrome của nó nè anh em nhìn ha, nó cực kỳ bóng luôn. Đó, nó khá là mới anh em, nên anh em mua những con xe như vậy anh em chạy lướt như vậy anh em đi này, nhìn ốc tán nè anh em thấy không, nó quá là mới phục nè. Đó, anh em thấy không, cực kỳ ok luôn. Anh em không cần phải mua một con xe mới đập thùng đâu, anh em về em chạy nó cũng như vậy thôi, thời gian vài tháng nó cũng như vậy thôi mà nó rất là mắc tiền. Nên anh em khuyên anh em là vậy, anh em mua những con xe chạy lướt như vậy, người ta chạy lướt mà người ta chạy kỹ như vậy, sổ bảo hành là vẫn còn trong thùng luôn nha, sổ bảo hành là vẫn còn trong thùng luôn anh em. Rồi. Anh em thấy không, khá là đẹp nha. Giá chỉ có 55 triệu thôi, 55 triệu đó, anh em sở hữu con xe như vậy anh em đi, nó rất là chất lượng anh em. Đó, anh em thấy không, 55 triệu Suzuki GZ 150 FI đời 2019, cuối 2019 luôn. Đó, 2020 lận, đó, thấy chưa? Đây. Quay khá là kỹ cho anh em để anh em mình theo dõi. Nhiều lúc anh em ở xa đó, anh em cứ việc xem video. Đó, anh em thấy là anh em thích thì anh em bên em sẽ ship cho anh em luôn. Đó. Hiện tại mấy cửa hàng còn khá là nhiều các dòng xe mô tô nha. Anh em nào cần mua thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng. Số là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên cửa hàng còn khá là nhiều các dòng xe mô tô nên anh em nào có cần mua thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng rồi để xem xe nha anh em. Rồi, video này thì cũng đã dài rồi và em sẽ ngưng cái video này và hẹn gặp lại anh em video sau để tiếp tục review giới thiệu nhiều xe cho anh em, nhiều mẫu xe cho anh em đọc lại cho anh em để anh em sử dụng. Đây, còn anh em nào muốn lựa chọn thì anh em cứ việc ghé lại địa chỉ cửa hàng. Bên Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em mình lựa chọn tìm cho mình con xe hợp lý ha. Để đi Tết thì cũng gần Tết rồi anh em, bên cửa hàng cũng sắp nghỉ rồi. Nên anh em nào có mua thì nhanh tay liên lạc liền nha, để chốt giá liền nha anh em.